Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập nhìn Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tổng chỉnh Minh Đường Tử Vi chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, sự thật cuộc đời tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Trời ban lộc lớn, gặp thời phất mạnh đổi đời, sống cuộc sống giàu sang sung sướng. Đúng tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Quý cô bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thân mến, tài sản lớn nhất của một cá nhân chính là thời gian, một yếu tố vô hình nhưng nếu Nhâm Dần tận dụng nó đủ tốt, nó có thể trở thành mọi vật chất hữu hình. Nó là một nguồn vốn của một cuộc đầu tư, có thể đưa Nhâm Dần đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Vậy nên Nhâm Dần hãy ngừng lãng phí thời gian, ủ ê, chán nản vì những gì Nhâm Dần đã trải qua trong đoạn thời gian vừa rồi nói chung không đáng. Cổ nhân có câu, nhân sinh bách túy di kỳ, con người ta dù có sống thọ đến đâu cũng chỉ được 100 tuổi là cùng. Ngày nay khoa học phát triển, đời sống ngày càng cao, con người có thể sống thọ hơn nhưng không ai thoát khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Vậy nên khi sống ở trên đời cần phải đối xử với nhau sao cho còn tình người. Người ta thường nói, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Mỗi người có tính cách sống khác nhau, có người hiền lành tử tế, lại có người xảo quyệt gian tà. Cũng có người sống biết thương người để làm điều thiện, lại có người tìm cách lừa gạt, hãm hại lẫn nhau. Có người miệng nói miệng cười, nhưng trong lòng nham hiểm giết người không dao. Các cụ bảo khẩu Phật tâm xà là vậy, người tốt người xấu, người thiện người ác đang xem. Nếu chỉ nhìn bên ngoài khó thấy hết được bản chất bên trong, thế thái nhạt nhòa, hoa sầu rơi rụng, nhân tình tựa như giấy mỏng bay. Mỗi người Nhâm Dần phải sống chân thành, thẳng thắn, lấy chữ tâm, chữ đức làm đầu. Ở đời ai cũng muốn có được cuộc sống yên vui, hạnh phúc, bình đẳng giữa người với người. Nhưng sự đời không được như thế. Một số người lắm tiền nhiều có cuộc sống một cách đế vương lại muốn ngự trị thiên hạ. Một số người thì có quyền cao chức trọng, cậy quyền cậy thế mà chèn ép, áp bức bóc lột người khác. Sống như thế đâu còn là tình người. Không khí cũng vì thế mà tiêu tan, quả mệnh cũng từ đó mà ra. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thân mến, mới đây nhất, dựa vào cung mệnh và lá số tử vi thì thấy rằng bước vào năm tháng cuối năm 2024, nếu tuổi Nhâm Dần sinh 1962 tránh được 3 điều này, ác khổ nạn tiêu tan. Đặc biệt, cô bác sẽ bất ngờ được ơn trên ban lộc, song lộc phúc tinh cùng cao chiếu, soi rọi cho vận trình của bản mệnh rực sang, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Không những thế, thời điểm này còn là một bước đệm rất quan trọng để những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có được sự giàu sang, phú quý từ nay cho tới suốt cuộc đời. Vậy chi tiết vận trình năm tháng cuối năm 2024 sẽ diễn biến như thế nào? Tuổi Nhâm Dần cần phải làm gì để đón nhận những cơ may đổi đời ơn trên ban cho? Thì ngay sau đây hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết quý khán giả nhé! Người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thuộc mệnh kim nạp âm, là mệnh kim bạch kim hay còn gọi là vàng pha bạc. Họ là những người mạnh mẽ, quyết đoán, sẵn lòng đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Tính cách của người mệnh kim thường là những người thích lãnh đạo và có tầm nhìn xa, trông rộng. Người nạp âm kim bạch kim cũng có những đặc tính đó. Họ là những người cởi mở, công bằng, coi trọng lý lẽ và quan hệ xã giao, nên dễ dàng tạo dựng được sự nghiệp thành công. Tuy nhiên, nhược điểm của mệnh kim là họ sống nhiều trong lý trí,
ít giao tiếp với người khác, có thể cảm thấy cô đơn trong đám đông. Cuộc đời của người tuổi Nhâm Dần cần phải trải qua nhiều biến cố. Trước khi đạt được hạnh phúc, họ thường phải trải qua những đau khổ trong tình yêu và hôn nhân. Điểm đặc biệt của những người tuổi này là sự thông minh, nhanh nhẹn và có sức hút đặc biệt khiến đối phương dễ chịu, ấn tượng chỉ sau một lần gặp gỡ. Xét tổng quan vận trình tử vi 5 tháng cuối năm 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Sự nghiệp và tài chính sẽ có rất nhiều thách thức cho tuổi Nhâm Dần 5 tháng cuối năm 2024. Nhưng đây là cơ hội để tuổi Nhâm Dần có thể mở rộng mối quan hệ và phát triển bản thân trong sự nghiệp. Theo tử vi, tuổi Nhâm Dần sẽ có một vài vấn đề. Tuy nhiên, đây là cơ hội rất tốt để phát triển kinh nghiệm và kỹ năng về tài chính. Tuổi Nhâm Dần cần phải cẩn thận, không nên đầu tư vào những dự án may rủi. Về tình cảm, theo tử vi tuổi Nhâm Dần, đây sẽ là năm tháng cuối năm có nhiều biến động và mang đến thật nhiều cơ hội. Còn về sức khỏe, những người mang tuổi Nhâm Dần cần phải quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe, tránh gây stress trong công việc. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện chính của cuộc sống 5 tháng cuối năm 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 năm tháng cuối năm 2024. Công việc làm ăn, cơ hội phát triển vẫn sẽ đến với Nhâm Dần năm tháng cuối năm 2024 này. Những thay đổi hay bước ngoặt hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đôi khi còn gây choáng ngợp các mối quan hệ nên được xử lý dĩ hòa vi quý, tránh tranh chấp xung đột. Năm tháng cuối năm 2024, người tuổi Nhâm Dần có thể cân nhắc chuyển đổi lĩnh vực hoặc công việc. Tuy nhiên nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng quá nóng nảy, vội vàng. Đối với người tự kinh doanh, công việc sẽ gặp khó khăn và đòi hỏi bản mệnh phải nỗ lực lớn để vượt qua nhiều thử thách, nên tìm cách hợp tác và liên kết để đạt kết quả tốt hơn là làm một mình. Đối với người làm việc trong cơ quan nhà nước, sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, dễ dàng đạt được mục tiêu. Người tuổi Nhâm Dần nên kiên nhẫn và xây dựng quan hệ tốt, cũng như tận dụng các mối quan hệ trong gia đình. Đối với người mới khởi nghiệp, không nên mở rộng hoặc phát triển quá nhanh, thay vào đó, hợp tác và liên kết kinh doanh sẽ mang đến may mắn hơn, nên lắng nghe ý kiến của bạn bè và tìm kiếm cơ hội. Không nên hấp tấp và đầu tư quá nhiều tiền bạc. Xét về phương diện tài lộc, 5 tháng cuối năm 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tình hình tài lộc của người tuổi Nhâm Dần ở mức bình thường, có thu nhập nhưng chi tiêu lớn. Tuy nhiên, nếu gặp khó khăn về tiền bạc, người tuổi Nhâm Dần sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân hay gia đình, người thân. Để kích cầu về tài lộc 5 tháng cuối năm 2024, người tuổi Nhâm Dần nên sử dụng các thứ như chuột ôm tiền hay gậy như ý, ngũ phúc lâm môn. Năm tháng cuối năm 2024, người tuổi Nhâm Dần nên tập trung vào mục tiêu của mình, không chấp nhận thất bại. Trong những thời điểm khó khăn, những đặc điểm này sẽ giúp bản mệnh đạt được những tầm cao mới trong sự nghiệp và tài chính. Người tuổi Nhâm Dần cũng nên lập kế hoạch hợp lý cho các chi phí tài chính và tiết kiệm tiền để duy trì sự phát triển và thịnh vượng phù hợp. Năm tháng cuối năm báo hiệu có những khoản chi bất ngờ, nên cần có tiền dự phòng. Tuổi Nhâm Dần được khuyên nên tránh xa việc mua sắm tràn lan và hạn chế sự bốc đồng của mình trong mọi khía cạnh, từ tình yêu, sự nghiệp cho đến chi tiêu. Đặc biệt, năm tháng cuối năm 2024 sẽ mang đến những cơ hội mới và thú vị về sự tăng trưởng phát triển các tài sản tài chính. Bản mệnh luôn tìm hiểu thay đổi của thị trường để có những động thái đầu tư đúng đắn, giúp mang lại nguồn tài chính lớn và thành công cho người tuổi Nhâm Dần. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 năm tháng cuối năm 2024. Những người tuổi Nhâm Dần được khuyên nên kiểm soát căng thẳng và thực hiện các bài tập thở, tập yoga hàng ngày để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần. Thiền có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể. Người tuổi Nhâm Dần nên bỏ thuốc lá để tăng cường trí óc và ý chí của mình, vì Nhâm Dần là biểu tượng của sự quyết tâm, sức mạnh, tinh thần và thể chất cao. Người tuổi Nhâm Dần nên phòng bệnh và khi có bệnh cần đến ngay bác sĩ chuyên khoa, bất cẩn là không được phép. Người tuổi Nhâm Dần phải duy trì sức khỏe tinh thần và thể chất tốt để tận dụng tối đa những đặc điểm bên trong của bản thân. Tuổi Nhâm Dần 5 tháng cuối năm nay phải lưu ý các bệnh liên quan tới huyết áp và chú ý bệnh tật lâu khỏi. Đặc biệt phải chú ý vấn đề xe cộ và đường huyết không tốt.
Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 năm tháng cuối năm 2024. Cảm xúc của người tuổi Nhâm Dần dự đoán có nhiều dao động năm tháng cuối năm 2024, bản mệnh nhạy cảm hơn, thiếu cảm giác an toàn. Điều này sẽ khiến người tuổi Nhâm Dần lo lắng về những cái được và mất trong mối quan hệ, có thể đánh mất tình yêu đích thực của mình. Nếu hành xử không đúng, bản mệnh nên chú ý không mang những cảm xúc tiêu cực về nhà để không ảnh hưởng đến quan hệ hôn nhân. Đối với người tuổi Nhâm Dần đã kết hôn thì trong năm tháng cuối năm 2024, tình cảm gia đình có thể gặp khó khăn, dễ xảy ra mâu thuẫn và thiếu sự hòa hợp trong cuộc sống. Do đó, hãy giới hạn xung đột và kiềm chế lời ăn tiếng nói của mình. Tiếp sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tử vi tháng 8 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần cho thấy, con đường sự nghiệp của người tuổi Nhâm Dần sẽ khó có được bước tiến nếu như bản mệnh vẫn giữ nguyên cách làm việc như hiện tại. Cục diện nguyệt lệnh lâm tử cho thấy, khó khăn thường đến từ chính bản thân bạn chứ không phải do tác động của các yếu tố bên ngoài. Thời điểm này, bạn thường xuyên buồn phiền, lo âu vì những điều dẫn dơ. Nếu cứ sợ trước sợ sau như vậy, bạn sẽ chẳng dám thử sức mình trong bất cứ công việc gì. Khi được lãnh đạo trao cho cơ hội, bạn cũng sẽ dễ dàng bỏ lỡ. Con giáp này cần phải tin tưởng hơn nữa vào bản thân mình, bởi vì bạn cũng có những khả năng mà người khác không có được. Nếu có cách phát huy thích hợp, bạn hoàn toàn có thể phát triển cực kỳ nhanh chóng. Nếu cảm thấy băn khoăn, do dự, mất định hướng, bạn không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực ở trong lòng. Hãy tâm sự, trò chuyện với người đáng tin cậy để được tháo gỡ kịp thời. Rất có thể đối phương sẽ chỉ cho bạn một con đường đúng đắn hoặc giúp bạn có cái nhìn mới mẻ hơn về vấn đề trước mắt. Được các tinh tử vi và giải thần xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bạn không thiếu những cơ hội để phát triển. Quan trọng là bạn có nhận ra và có dám nắm bắt hay không mà thôi. Hãy chăm chỉ hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình, đừng bỏ cuộc khi mới gặp phải khó khăn. Dù thời điểm này có phải vất vả hơn một chút, song là lúc thích hợp để tích lũy vốn, kiến thức và kinh nghiệm áp dụng cho tương lai. Hơn nữa, mọi cố gắng của bạn luôn được cấp trên quan sát và đánh giá. Chỉ cần bạn bỏ công sức làm việc thì vẫn sẽ có cơ hội được cân nhắc. Xét về phương diện tài lộc. Phương diện tài lộc không có bước tiến phát triển rõ rệt vào thời điểm này. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bạn thường xuyên trần trừ do dự, không dám thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ. Con giáp này thường xuyên lo lắng, suy tính trước sau, sợ mình phải chịu thiệt, nên đến lúc dám bắt tay vào công việc thì cũng đã để lỡ thời cơ tốt nhất. Theo tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Nhâm Dần cho thấy, dù không phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt, nhưng bạn vẫn khó có thể kiếm được một khoản tiền dư giả như mong muốn. Bạn không nên than thân trách phận, mà hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đặc biệt là dám đối diện với những điểm yếu của mình để có hướng khắc phục và thay đổi. Chỉ khi bạn dám thay đổi, bạn mới có thể có những bước tiến trong công việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tìm ra hướng đi mới cho công việc làm ăn kinh doanh của mình, không nên mãi đi theo lối mòn được vạch sẵn. Thế giới đang không ngừng thay đổi, nếu bạn cứ mãi đứng im thì sẽ nhanh chóng trở nên tụt hậu, để mọi người xung quanh vượt qua mình. Hơn nữa, tháng này bạn nhận được sự nâng đỡ của các tinh tử vi và giải thần, nên dù khó khăn cũng vẫn sẽ tiềm ẩn cơ hội khi được người quen giới thiệu cho những cơ hội triển vọng. Bạn đừng nên tính toán quá nhiều, hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, vừa làm vừa cân nhắc. Như vậy bạn sẽ dần dần tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm, đồng thời đồng tiền cũng sẽ dần dần chảy về túi. Xét về phương diện sức khỏe. Đáng mừng là tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Dần khá ổn định trong tháng này. Dù phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn cũng như thường xuyên lo nghĩ, song may mắn là bạn không cảm thấy quá mệt mỏi, bi quan. Hãy dành thời gian tham gia các hoạt động tập thể dục thể thao để tinh thần luôn được sảng khoái. Hơn nữa, bạn có thể gặp được những người thực sự tốt khi tham gia các hoạt động xã hội này. Họ sẽ đem lại cho bạn tác động tích cực trong tương lai. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy nhớ duy trì một lối sống điều độ, không nên thức khuya dậy sớm, thường xuyên bỏ bữa. Khi có sức khỏe, bạn sẽ có sức lực để làm việc, dần dần khắc phục được những khó khăn và vươn lên. Khẩu quyết, làm ăn không thuận lợi, cần phải thay đổi cách làm của mình.
Quý nhân, tuổi Thân và tuổi Mão. Tiểu nhân, tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là trắng và đen. Tử vi tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, tháng 9 âm lịch, người tuổi Nhâm Dần nhờ được cục diện tam hợp thái thế che chở nên công việc của bản mệnh có tiến triển khả quan. Bản mệnh có thể thuận lợi giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trước đó, gặt hái không ít thành quả rực rỡ nếu biết tận dụng những lợi thế đang có. Xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bản mệnh còn được nhiều người giúp đỡ, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn về lâu về dài. Nếu phải đưa ra quyết định quan trọng, đừng vì cái lợi trước mắt mà mất đi lợi ích lâu dài, cần phải nhìn xa trông rộng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó vẫn còn tồn tại những thách thức nhất định dành cho Nhâm Dần trong tháng mới. Điềm báo tử vi cho thấy, vận khí của bạn vẫn còn nhiều bấp bênh, lúc tốt lúc xấu, diễn biến khó lường, nên cần phải thận trọng để không rơi vào tình huống bất ngờ mà đánh mất cơ hội. Công việc có lúc thuận lợi vô cùng, làm gì cũng đạt, nhưng cũng có giai đoạn động đâu hỏng đó. Càng cố gắng làm thì lại càng phí công vô ích, rồi cũng có lúc bạn buông xuôi không làm gì nữa, thì tự nhiên lại có tin vui. Cũng bởi vì nguyệt lệnh lâm tuyệt ở Nhâm Dần khiến các khí của tam hợp bị suy yếu, càng về cuối tháng công việc càng nhiều và áp lực, đòi hỏi người tuổi Nhâm Dần cần bình tĩnh, sáng suốt mới không phạm sai lầm. Dẫu vận trình lên xuống khó nắm bắt là thế, nhưng cái chính sự thành hay bại là do bản mệnh quyết định, yếu tố vận mệnh chỉ là phụ. Đừng quá đặt nặng may rủi, một khi bạn hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng sẽ không có khó khăn trở ngại nào ngăn cản nổi bước tiến lên của bạn. Tháng này còn có Bạch Hổ hung tinh xuất hiện, bản mệnh sẽ phải vất vả ngược xuôi nhiều hơn, đa phần là do tự bản thân phải đứng ra lo liệu công việc, nên khó được phút giây nào an nhàn ngồi yên một chỗ hưởng phúc. Dù vậy, nỗ lực của bạn rồi sẽ đem lại thành quả xứng đáng, gặp khó chớ vội buông xuôi. Nhìn chung, con giáp này làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn. Trái lại, vội vàng, hấp tấp chỉ khiến bản thân chuốc lấy thất bại. Xét về phương diện tài lộc, tài lộc trong tháng của người tuổi Nhâm Dần nhờ có tài tinh thiên tài chiếu mệnh nên thu nhập có dấu hiệu tăng tiến, cuộc sống nhờ đó cũng có sự cải thiện nhất định. Nhờ tam hợp cục nên các mối làm ăn hợp tác, quan hệ xã giao tốt đẹp, đem tới nhiều khoản lợi nhuận cho con giáp này, tiền bạc thêm phần rủng rỉnh. Người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về thăng chức, tăng lương. Người kinh doanh, buôn bán sẽ có chuỗi ngày làm việc hiệu quả, một ngày có thể đạt doanh thu bùng nổ, làm một vài ngày tiêu cả tháng. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm tuyệt báo hiệu vận khí bấp bênh, có thể gây ra những biến động lớn về tiền bạc, tài lộc tuy khởi sắc nhưng không đều. Điều này cho thấy tháng này vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để Nhâm Dần đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng, kẻo tham quá thì thâm. Ngoài ra, bạn cũng nên chú trọng hơn vào việc tích góp, kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt. Bạn nên xây dựng kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, nếu không có kinh nghiệm thì có thể nhờ người thân, người đáng tin cậy để tay hòm chìa khóa giúp. Xét về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho biết, tháng này Nhâm Dần có hung tinh thiên nguyệt chiếu mệnh, lại không được nguyệt lệnh ủng hộ, nên sức khỏe có phần sa sút, khó đoán, thể trạng không lý tưởng. Tuổi Nhâm Dần có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Bản mệnh còn chịu tác động của hung tinh Bạch Hổ, dễ vướng phải những xui xẻo như té ngã, bị các vật nhọn đâm dẫn tới quả huyết quang. Bản mệnh sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng để dao kéo vào chỗ kín, hạn chế tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Khẩu quyết: càng về cuối tháng, công việc càng nhiều và áp lực. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là trắng và đen. Tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, sự khéo léo rất quan trọng trong thời gian này. Khi bản mệnh tương tác tốt với đồng nghiệp, tiền bối, khách hàng thì sẽ có một tháng mới làm việc ưng ý. Đây là lúc các mối quan hệ ổn định, cho bạn nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người xung quanh, tăng cường kết nối và bày tỏ ý kiến cảm xúc của bản thân. Đây cũng là thời gian tốt để tìm kiếm những cơ hội mới cho đời sống tình cảm,
hay hợp tác công việc, hãy nên lưu tâm đến điều tiết kế hoạch thời gian, đừng để vấn đề trở nên rối rắm. Do khối lượng công việc vượt quá tầm kiểm soát, học cách tin tưởng vào khả năng của bản thân, sử dụng tư duy, lý trí để đo lường các vấn đề thực tế và tìm kiếm hướng đi thuận lợi cho mình. Xét về phương diện tài lộc, chính tài mang lại tài lộc vô cùng rực rỡ cho con giáp tuổi Nhâm Dần trong tháng mới, nên việc đầu tư có lợi cho bản mệnh. Lúc này, tứ lục cung bay về phương Tây Bắc. Bản mệnh cần học cách kiềm chế cảm xúc trong việc mua sắm, vì ở mức thu nhập cao hay thấp, không quan trọng bằng việc bạn tích kiệm được bao nhiêu tiền. Có nhiều tiền trong tay không có nghĩa là thoải mái chi tiêu đâu đấy nhé. Bản mệnh nên thận trọng chi tiêu, tránh mua bán quá mức, gây tốn kém. Xét về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Nhâm Dần cho thấy ngũ hành tương sinh nên sức khỏe của bản mệnh đã được cải thiện rõ rệt trong thời gian này. Có thể vì bạn đã có kế hoạch điều chỉnh sức khỏe phù hợp với bản thân, nhiều người hoàn thành được mục tiêu giảm cân của mình một cách rực rỡ, lấy lại được eo thon và dốc dáng gọn gàng. Nên lưu ý thời điểm này không có lợi cho sức khỏe trẻ em và người cao tuổi, nhất là người lớn tuổi, rất dễ xảy ra tình trạng mạch máu khó thông suốt, gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Khẩu quyết, chớ nên khôn lõi kẻo bị ghét bỏ. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Tỵ, tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là đen và vàng. Tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, xem tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Nhâm Dần thấy rằng các hung tinh xuất hiện trong tháng này sẽ đem lại nhiều tác động tiêu cực trên phương diện sự nghiệp cho người tuổi Nhâm Dần. Do sức khỏe suy giảm và tinh thần mệt mỏi, nên bạn thường xuyên bỏ bê, lười biếng, không muốn bắt tay vào công việc. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, bạn sẽ rất dễ mắc phải sai lầm trong công việc, thậm chí bị lãnh đạo đánh giá thấp. Bạn không muốn nỗ lực từ trước đến nay của mình bị đổ bể chỉ vì một chút lơ là trong khoảng thời gian ngắn trước. Vì thế, bạn cần phải cổ vũ mình suy nghĩ tích cực hơn. Nếu có vướng mắc gì không thể tự mình giải quyết, thì bạn có thể trao đổi trực tiếp với cấp trên, với bạn bè, đồng nghiệp hoặc với người thân của mình để được giúp đỡ. Mặt khác, do ảnh hưởng của hung tinh Thiên Cẩu, kẻ tiểu nhân vẫn sẽ luôn nhòm ngó bạn, bất chấp bạn đã an phận thủ thường. Thời điểm này bạn cần hạn chế tính nóng nảy, tránh tranh cãi với người khác kẻo bị kẻ xấu thừa cơ hãm hại. Tuy nhiên, nếu bạn có thể chăm chỉ nhiệt tình hơn trong công việc thì mọi chuyện sẽ không mãi u ám như vậy. Vận trình của bạn vẫn sẽ có những điểm sáng do các cát tinh tả phù, nguyệt mã và thiên vũ che chở. Càng cố gắng bao nhiêu, bạn lại càng học hỏi thêm được nhiều kiến thức hữu ích để áp dụng vào công việc bấy nhiêu. Hơn nữa, với tinh thần làm việc cầu tiến, dù bạn có mắc lỗi sai đi nữa thì cũng sẽ được mọi người thông cảm và giúp đỡ vượt qua. Xét về phương diện tài lộc, tài lộc của người tuổi Nhâm Dần nhìn chung chưa có bước tiến nào đáng kể. Trong khoảng thời gian này, người làm kinh tế vẫn đi theo con đường làm ăn đã cũ của mình, nên đồng tiền chảy về nhỏ giọt, thậm chí bị các đối thủ cạnh tranh nhanh chóng vượt qua. Thêm vào đó, con giáp này còn ngại ngần trong việc hợp tác với người khác, bảo thủ, không muốn đổi mới suy nghĩ, nên công việc kiếm tiền lại càng thêm khó khăn, nhiều người thậm chí còn lâm vào cảnh bế tắc. Đối với người làm công ăn lương, vì chưa nhiệt tình và tâm huyết trong công việc nên khó gặt hái được thành tích cao. Các khoản thưởng nóng gần như là không có. Ít nhất bạn nên cố gắng duy trì khoản lương cứng của mình, đừng vì mắc lỗi sai mà bị trừ lương. Sao bát bạch cũng khiến cho tình trạng sức khỏe của bản mệnh suy giảm. Tháng này bạn phải xác định tinh thần mình sẽ tốn thêm một khoản tiền thuốc thang. Để có thể giảm thiểu chi phí này, bạn cần nhắc nhở bản thân sinh hoạt khoa học. Nếu có vấn đề gì thì cần thăm khám ngay từ khi còn sớm để tránh khiến bệnh tình trở nặng. Còn nếu muốn cải thiện tình hình kinh tế, bạn nên năng động và tin tưởng hơn vào chính bản thân mình để thử sức trong những lĩnh vực mới hoặc là môi trường mới. Có thể quá trình làm quen, ban đầu bạn sẽ da dấp và vất vả, song cuối tháng sẽ là lúc bạn được tận hưởng thành quả của mình. Xét về phương diện sức khỏe, tháng 11 âm lịch, tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Dần có dấu hiệu suy giảm do chịu tác động của nguyệt lệnh lâm bệnh. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vì bị các căn bệnh giặt giảnh quấy rầy. Cũng do vậy mà bạn thường xuyên kén ăn, thiếu ngủ, tinh thần uể oải, không phấn chấn. Con giáp này không nên thả trôi tình hình hiện tại, mà hãy nỗ lực thay đổi, trước hết là từ lối sống của mình. Hãy ra ngoài vận động,
Hít thở bầu không khí trong lành và kết bạn nhiều hơn, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mà mọi người truyền cho mình. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn, bạn cũng nên kịp thời khám chữa chứ chớ nên giấu bệnh, bởi như vậy thì căn bệnh mà bạn mắc phải sẽ chỉ càng trở nặng hơn thôi. Trên phương diện tinh thần, nếu cảm thấy mệt mỏi, áp lực, bạn nên tâm sự với người thân thiết và đáng tin cậy. Đừng giấu mọi chuyện trong lòng, làm được như vậy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, thậm chí tìm ra hướng đi mới cho cuộc sống. Khẩu quyết, quan hệ gia đình hài hòa, nhận được nhiều lời quan tâm và động viên. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Dần và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là trắng và xanh lam. Tử vi tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Nhâm Dần cho thấy phương diện sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần trong tháng mới nhìn chung không có biến động gì quá lớn. Bản mệnh có thể yên tâm đón một tháng cuối năm khá dễ chịu, chăm chỉ và nghiêm túc thì việc gì cũng xong, nhìn thấy thành tích ngay tức khắc. Các kế hoạch đều được bạn xử lý ổn thỏa ở thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán. Nhờ đó tới cuối tháng, bạn có thể yên tâm đón một cái Tết khá ấm cúng mà không chịu bất cứ áp lực nào. Hơn thế nữa, những người tuổi Nhâm Dần còn không ngại ngần giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến. Đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ bạn khi cần thiết. Môi trường làm việc hài hòa cũng thôi thúc con giáp này chủ động nhận thêm nhiệm vụ khi cần, vì muốn thể hiện bản thân nhiều hơn. Bạn nhiệt tình như vậy là tốt, nhưng cũng nên chú ý tới thái độ của bản thân, chớ để người khác nghĩ rằng bạn đang quá kênh kiệu, khoe khoang. Lưu ý rằng, tháng này nguyệt lệnh lâm mộc dục có thể khiến tâm tình của bạn thiếu sự kiên nhẫn, nếu không được như ý thì dễ bỏ cuộc nửa chừng. Điều này nên hết sức tránh để xảy ra nhiều lần, nhất là trong quá trình hợp tác làm việc chung với người khác. Có thể khi ý kiến đưa ra không được đánh giá tốt khiến bạn chạnh lòng và giận dỗi, nhưng thái độ đó chỉ cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của bạn mà thôi. Nhưng ở mặt tích cực, mộc dục cũng báo hiệu nhân duyên tốt lành, không chỉ lợi cho chuyện yêu đương mà còn hỗ trợ khá nhiều cho công việc. Tuổi Nhâm Dần có thể được gần gũi một vài nhân vật có uy tín, giúp bạn tiến nhanh hơn. Những cơ hội như vậy không dễ gì có được, nên bạn cần tranh thủ học hỏi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân khi cần thiết. Hãy mở lòng lắng nghe những lời khuyên từ bên ngoài. Kể cả khi bạn không làm theo những lời khuyên này, thì các thông tin thu thập được cũng có thể giúp bạn thay đổi ý tưởng của mình sao cho hợp lý hơn. Xét về phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của người tuổi Nhâm Dần cũng khởi sắc rõ rệt. Hơn nữa các nguồn thu khá linh hoạt, chứ không phụ thuộc vào bất cứ việc gì, giúp cho kế hoạch đón Tết của bạn diễn ra khá trôi chảy. Đối với người làm công ăn lương, đây là tháng bản mệnh nhận được các khoản lương, thưởng cuối năm, thưởng Tết, nên tài chính được dự báo sẽ khá dôi dư. Một số bạn biết trước thời cơ thể hiện năng lực đúng lúc, nên có thể sẽ được cấp trên thưởng nóng một khoản không nhỏ, càng giúp số dư tăng tiến. Dù tiền bạc dư giả, tạo điều kiện để bạn sắm sửa Tết theo ý muốn, nhưng cũng chớ nên dung tiền bừa bãi, bạn nên liệt kê những món đồ thực sự cần thiết. Cắt giảm những khoản không thiết thực vào lúc này, thực hiện kế hoạch đón Tết vừa đủ, tránh tình trạng dư thừa, lãng phí. Đối với người làm kinh doanh, tháng chạp mang tới nhiều cơ hội buôn bán, nếu biết tận dụng thời cơ. Bạn có thể yên tâm hái ra tiền vào thời điểm năm hết Tết đến này, bạn sẽ thấy lợi nhuận tăng cao, doanh thu nhảy giọt bất ngờ. Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên tham lam mà nóng vội, mở rộng quy mô quá mức. Tốt nhất Nhâm Dần vẫn nên tập trung vào những hạng mục có hệ số an toàn cao mà mình đang theo đuổi từ trước và cũng có nhiều kinh nghiệm thực tế. Thị trường trước, trong và sau Tết sẽ có rất nhiều biến động rõ ràng, nên bình tĩnh quan sát để có sự điều chỉnh kịp thời. Xét về phương diện sức khỏe, do chịu ảnh hưởng của hung tinh thiên nguyệt, sức khỏe của Nhâm Dần trong tháng chạp có dấu hiệu giảm sút. Nguyên nhân chủ yếu do bạn mãi mê với công việc, thường xuyên lo nghĩ khiến tình trạng lao lực xảy ra. Tết nhất cận kề nên có nhiều việc phải lo cũng là điều dễ hiểu, nhưng bạn vẫn nên chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân cẩn thận hơn để đón một cái Tết thật an nhiên. Những triệu chứng khó chịu đó không quá nghiêm trọng, có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi điều độ, hạn chế làm việc quá sức. Ngoài ra, việc di chuyển đi lại, làm việc chân tay trong tháng cũ mật cũng phải cẩn thận kẻo da đụng, gặp tai nạn ngoài ý muốn.
Khẩu quyết: bản mệnh cứ chăm chỉ và nghiêm túc thì việc gì cũng xong. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Thân và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là xanh lá cây và nâu. Nhân sinh cảm ngộ. Quý khán giả thân mến, đời người giống như một bó hoa tươi tinh tế, thưởng thức mới có thể thấy được vẻ đẹp của hoa. Dù hoa nhanh tàn nhưng hương thơm còn lại mãi. Đời người giống như ly trà xanh, từ tốn nhâm nhi mới có thể thưởng thức ra hương vị thật sự của nó. Trà xanh để nguội nhưng hương thơm vẫn mãi còn phảng phất. Đời người giống như một khúc ca dao tinh tế, lắng nghe mới có thể hiểu được đạo lý. Trong đó, ca dao thường ngắn nhưng tình ý miên man bất tận. Đời người là một loại lựa chọn, cũng là một loại buông bỏ. Người có thể tự do lựa chọn là người hạnh phúc. Loại hạnh phúc này thường sinh ra đã có, nhưng cũng rất dễ mất đi. Người có thể buông bỏ đúng lúc là người phóng khoáng, nhưng loại tư tưởng buông bỏ này cũng khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Người vừa có thể lựa chọn lại vừa có thể buông bỏ là người trầm tĩnh. Loại trầm tĩnh này thường khiến người khác thán phục, cũng là cảnh giới khó đạt tới được. Thật ra, lựa chọn có nghĩa là buông bỏ, mà buông bỏ cũng là một kiểu lựa chọn. Đời người có đôi lúc xảy ra rất nhiều chuyện, căn bản không cách nào giải thích rõ ràng. Không nên buồn, hãy thản nhiên bước tới đối mặt với mọi chuyện, bởi vì đường đi không phải lúc nào cũng là con đường thẳng. Hãy trầm tĩnh giải quyết vấn đề, bởi vì con người không phải lúc nào cũng đúng, lại càng không được che giấu mà phải thẳng thắn. Bởi vì trong quan hệ giữa người với người, cần nhất chính là tín nhiệm không thẹn với lương tâm. Bầu trời tươi đẹp, có gió, có mưa mới có màu sắc. Bầu trời quang đãng, có trăng có sao mới tạo ra dáng điệu. Đời người không thể lúc nào cũng vừa ý mình, không thể chuyện gì cũng tốt đẹp, cũng nên chấp nhận khuyết điểm của người khác. Người muốn tĩnh tâm, nói nhiều tất nhiên sẽ nói hớ, lải nhải không bằng tự xem xét lại tâm mình, oán trách người khác chi bằng nghe xong thì quên đi. Thứ có thể quấy nhớ lòng bạn thường là tâm soi mói của bạn, thứ có thể thương tổn bạn thường là điều luẩn quẩn trong lòng bạn. Nếu bạn hòa nhã thì không ai là đáng hận, nếu không truy xét sâu xa, không ai có thể làm bạn phiền lòng. Con người lúc đắc chí không nên quá ngông cuồng, vì ngông cuồng thì sẽ sinh kiêu ngạo, mà kiêu ngạo chắc chắn sẽ thất bại, là mầm của thất vọng. Lúc thất vọng không được quá đau khổ, vì đau khổ dễ yếu lòng, mà yếu lòng nhất định sẽ sinh ra suy sụp không gượng dậy nổi, là điều đáng khinh nhận trong sinh mệnh đời người. Nói cho cùng thì cần phải buông bỏ hoặc cần phải xa rời. Có lẽ sau nhiều năm có thể quên những gian khổ đã từng trải, đã quên cả những nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng bất kể như thế nào cũng sẽ không quên mục tiêu hướng tới hay ước mơ khát vọng trong lòng. Những điều bạn từng trải qua đều là quá khứ, để lưu giữ lại trong cuộc đời mãi mãi là sự hăng hái tiến lên, cố gắng thực hiện nguyện vọng của chính mình. Đời người chính là lựa chọn, không cho phép chúng ta chờ đợi, dựa dẫm, mà cần phải thực hiện đường ngay ở dưới chân. Cũng ngay tại trong lòng, điều chúng ta hướng tới luôn là tương lai. Cuộc sống chính là một quá trình, nó giúp chúng ta hiểu biết được rất nhiều chuyện, những người làm tổn thương bạn, để bạn biết được rằng xã hội đôi khi cũng thật vô tình. Những người giúp đỡ bạn sẽ khiến bạn cảm nhận được sự chân thành, lương thiện vẫn luôn luôn hiện hữu. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, năm tháng cuối năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những video tiếp theo.